vào rất là nhẵn nhé, các bạn quan sát kỹ nhé, nó vào rất là nhẵn và thẳng. Đó, bây giờ mình sẽ cuốn các bạn xem. Cuốn ra rất là mịn này các bạn, mịn và rất là bóng luôn. Đó, các bạn thấy nó bào ra cực kỳ là tuyệt vời luôn. Các bạn thấy nó vào rất là nhãn luôn nè, rất là nhãn và phẳng luôn nhé các bạn. À, thì mỗi lần các bạn cuốn thì các bạn chỉ cần nhấc góc đạp một lần là nó lên được 2 ni, các bạn đạp 2 lần lên 4 ni. À, video đến đây là kết thúc nhé, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.